15 công dụng tuyệt vời của lá ổi đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết. Từ trước đến nay, dân gian đã coi lá ổi như một thảo dược quen thuộc được sử dụng để điều trị bệnh tiêu chảy, chữa tiểu đường, kiểm soát ung thư, ngăn ngừa rụng tóc hay chỉ đơn giản là trị mụn. Các thành phần lavonoi, tannin, saponin, no ẩn bên trong từng chiếc lá ổi chính là công thân giúp hình thành nên vô vàng lợi ích cho sức khỏe của loại lá này. Đặc điểm và nguồn gốc của lá ổi. Ổi là một trong những loại quả khá quen thuộc với chúng ta, nó có nguồn gốc từ Mexico, Trung Mỹ, các vùng biển Caribbean và miền Bắc Nam Mỹ. Hiện nay ở Việt Nam, mọi người sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì khi tìm mua ổi bởi nó được bày bán rất nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều người chỉ biết đến sự thơm ngon cũng như hàng loạt các tác dụng tuyệt vời của quả ổi đem đến cho sức khỏe mà quên mất rằng một bộ phận trên loại cây này cũng có giá trị rất lớn, đó chính là lá ổi. Hình ảnh loại lá này chắc hẳn không còn lạ lẫm gì với người dân Việt, đặc biệt là những người sống ở khu vực nông thôn. Nó có màu xanh bắt mắt, hình dáng nhỏ gọn trên bề mặt lá có sự xuất hiện của hàng loạt các đường kẻ nổi lên rõ ràng trông giống như xương cá. Lá ổi có tác dụng gì? Dùng trong chữa bệnh gì? Uống nước lá ổi có tác dụng gì? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, bên trong lá ổi có chứa nhiều hợp chất pohenol và các chất chống oxy hóa khác chẳng hạn như lavonoid, tannin, saponin no. Với các thành phần quan trọng đó, nhiều lương y cùng các chuyên gia y tế nổi tiếng trên thế giới khuyến cáo sử dụng loại lá cây ăn quả này trong việc điều trị một số bệnh điển hình như một, Lá ổi chữa tiểu đường nếu như trước đây mọi người thường nghĩ tiểu đường là căn bệnh chỉ dành riêng cho nhà giàu, thì hiện nay, nó không trừ bất cứ một đối tượng nào cả, từ trẻ em đến người lớn, nếu không có chế độ ăn uống cũng như tập luyện thích hợp, thứ bệnh giết người thầm lặng này có thể tấn công bất cứ lúc nào. Năm 2010, một đánh giá về bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng trên động vật cho thấy loại trà được chiết xuất từ lá ổi có thể giúp cải thiện tình trạng kháng insulin và giảm lượng đường trong máu. Kết quả này có được là nhờ các hợp chất trong loại lá cây ăn quả này giúp người bệnh chỉ hấp thụ glucose ở mức độ vừa phải sau mỗi lần kết thúc một bữa ăn. Bên cạnh đó, không ít báo cáo đã khẳng định rằng trà lá ổi có thể giúp ngăn ngừa sự gia tăng đột ngột của lượng đường trong máu và cải thiện các triệu chứng bệnh ở những người bị tiểu đường tuyếp 2. Nhật Bản đã chấp thuận cho phép sử dụng lá ổi là một trong những thực phẩm được sử dụng để phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường. Theo một bài báo được đăng trên tờ Nutrition and -E Metabolism, Trà từ loại lá quen thuộc này giúp ức chế một số enzyme khác nhau chuyển hóa các rát trong đường tiêu hóa thành glucose, từ đó có khả năng làm chậm quá trình gia tăng lượng đường trong máu. Tuy các chuyên gia cần tiến hành nhiều hơn các thử nghiệm để đi đến kết luận, cuối cùng nhưng thông tin lá ổi chữa bệnh tiểu đường chắc chắn sẽ là ánh sáng ở cuối đường hầm dành cho những người đang ngày ngày phải chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Hai, Loại hết mụn trên da, làm đẹp da. Tác dụng của lá ổi với da cũng là chủ đề được khá nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ trong độ tuổi dậy thì. Theo các chuyên gia da liễu, sự xuất hiện của các chất kháng khuẩn bên trong loại dược liệu này có thể ngăn ngừa bất kỳ nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn trên da. Nhiều công trình thử nghiệm lâm sàng cho thấy các tinh chất từ bên trong của lá có thể giúp loại bỏ mụn trứng cá cũng như mụn đầu đen trên da, trả lại cho mọi người một làn da mịn màng, trắng sáng. Tác dụng này được hình thành là nhờ có chất khử trùng có trong từng chiếc lá. Để lấy lá ổi trị mụn, mọi người hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây. Rửa sạch một vài lá ổi giã hoặc xay nhuyễn rồi đắp lên nốt mụn. Để như vậy trong khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Có thể áp dụng hàng ngày để mụn nhanh chóng biến mất. Với mụn đầu đen, các bạn hãy dã nhuyễn lá rồi pha thêm một chút nước ấm vào đó, dùng dung dịch này rửa mặt hàng ngày, đừng quên mát xa nhẹ nhàng ở những nơi có nhiều mụn đầu đen. Chắc chắn với cách làm trên, nếu có ai hỏi lá ổi có trị mụn được không thì mọi người hãy tự tin trả lời là có nhé. 3. Trà lá ổi giảm cân. Nhâm nhi một cốc nước lá ổi mỗi ngày cũng là cách hiệu quả giảm cân vô cùng hiệu quả. Theo các chuyên gia làm đẹp, các thành phần có trong loại lá này có thể ức chế tốc độ chuyển hóa tinh bột thành chất béo trong cơ thể nên cực kỳ thích hợp cho người đang có nhu cầu giảm cân. Bên cạnh đó, các loại vitamin B như B2, B3, B5, B6 được tìm thấy trong từng chiếc lá sẽ giúp mọi người không cần phải lo lắng cho tình trạng cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng mặc dù lượng thực phẩm ăn vào rất ít. 4. Lá ổi trị hôi miệng mọi người đã bao giờ nghe đến mẹo dùng lá ổi trị hôi miệng chưa ạ nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự hiện diện của hàm lượng lớn chất la vo cùng một loạt các chất kháng khuẩn khác bên trong loại lá cây ăn quả này sẽ có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh về răng miệng vô cùng hiệu quả đó chính là lý do ngoài hôi miệng mọi người có thể sử dụng lá ổi chữa đau răng sâu răng bằng cách nghiền nát lá và trộn với muối rồi đem nhai trong mồm hai lần trên ngày việc nhai loại lá này thường xuyên sẽ giúp làm sạch miệng tống khứ mùi hôi giảm thiểu tình trạng viêm và giúp răng chắc khỏe hơn 5. Lá ổi trị tiêu chảy. Thêm một vài giọt tinh dầu lá ổi và một cốc nước ấm có thể giúp trị bệnh tiêu chảy vô cùng hiệu quả, từ đó ngăn chặn tình trạng mất nước, hạn chế số lần đi vệ sinh. Theo các nhà nghiên cứu, chiết xuất của loại lá này có thể kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn cu aureus, thủ phạm gây ra bệnh tiêu chảy. 6. Trị rụng tóc, ngăn ngừa hói đầu. Đây là một thông tin đáng mừng dành cho những người đang trong tình trạng bị rụng nhiều tóc và có nguy cơ bị hói đầu. Chỉ cần bỏ ra chưa đến 10.000 Việt Nam đồng mua lá ổi hoặc có thể đi, xin mà chẳng mất đồng nào, mọi người đã có ngay một công thức chăm sóc tóc tuyệt vời. Vậy lá ổi trị dụng tóc như thế nào? Cách làm vô cùng đơn giản. Các bạn hãy đun sôi một nồi nước với loại lá này. Dùng nó thoa lên da đầu hoặc sử dụng để gội đầu. Để loại nước này ngấm vào da đầu trong khoảng 20 phút. Massage nhẹ nhàng sau đó xả lại bằng nước sạch. Tuần áp dụng khoảng 2 lần, hiện tượng dụng tóc sẽ không còn. 7. Chữa đa dạ dày chỉ sau một tuần theo y học cổ truyền lá ổi non hoặc búp ổi vị đắng tính ấm nên có tác dụng tiêu thủng giải độc theo y học hiện đại các hoạt chất của lá có thể ức chế vi khuẩn gây hại đang trú ẩn bên trong dạ dày làm xe lành vết thương niệm mạc đó chính là lý do vì sao từ xưa đến nay dân gian ta đã lưu truyền mẹo dùng lá của loại cây ăn quả này để điều trị chứng bệnh đau dạ dày để dùng lau ổi chữa đau dạ dày mọi người hãy thực hiện theo hướng dẫn sau đây rửa sạch 30 g lá ổi để ráo nước thái nhỏ rồi cho vào nồi sao chung cùng với một nắm gạo lứt nhớ đảo đều tay cho nguyên liệu không bị cháy. Sau khi sau khô, mọi người đổ khoảng 500ml nước vào. Đun nhỏ lửa cho đến khi sôi. Dùng dây lọc lấy nước và uống hàng ngày. Mỗi ngày uống 2 lần trước khi ăn khoảng 30 phút. Chỉ sau một tuần kiên trì, bệnh đau dạ dày sẽ giảm thiểu đáng kể. 8. Giúp giảm huyết áp. Một nghiên cứu trong ống nghiệm vào năm 2016 cho thấy lá ổi có thể được sử dụng như một phương pháp giúp hạ huyết áp ở mô chuột. Đối tượng nghiên cứu có những đặc tính gần giống như người. Theo các chuyên gia, lợi ích này có thể có nhờ đặc tính chống oxy hóa được tìm thấy bên trong mỗi chiếc lá ổi chất chống oxy hóa giúp giảm huyết áp bằng cách mở rộng các mạch máu giúp quá trình lưu thông máu diễn ra trơn tru và thuận lợi hơn tuy nhiên các nhà khoa học cần thực hiện nhiều nghiên cứu hơn để xác định xem có nên áp dụng cách này ở người hay không tuy chưa có kết luận cuối cùng nhưng các bệnh nhân bị huyết áp cao vẫn có quyền hy vọng về một ngày không xa có thể điều trị được bệnh chỉ bằng một loại lá rẻ tiền dễ kiếm 9. điều trị bệnh viêm xương khớp một số nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng chiết xuất từ lá ổi có lợi cho những người bị viêm xương khớp, căn bệnh phổ biến thường gặp ở đối tượng lớn tuổi, thừa cân, béo phì, thường xuyên phải làm việc nặng. Năm 2018, một nghiên cứu cho đã chứng nhận các tinh chất có trong loại lá này có thể được sử dụng để chống lại sự phát hủy sụn ở chuột do bệnh viêm xương khớp gây ra. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn cần tiến hành nhiều hơn các thử nghiệm trên người để có thể sớm đưa ra kết luận cuối cùng về tác dụng này của lá ổi. 10. Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng loại dược liệu này có thể được sử dụng để điều trị một số bệnh ung thư. Lý giải về điều đó, các chuyên gia cho biết, hàm lượng lớn các chất lycopin, quetin và vitamin 100 hoạt động như chất chống oxy hóa sẽ giúp vô hiệu hóa sự hình thành, phát triển của các gốc tự do, yếu tố gây ung thư bên trong cơ thể người. Năm 2011, một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Food Chemistry đã cho thấy kết quả rằng chiết xuất từ lá ổi có thể khiến các tế bào ung thư dạ dày tự động biến mất mà không cần phải thực hiện hóa trị liệu. Theo một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí Cancer Cancer Research, các thành phần trong loại lá này giúp bức chế sản xuất androgen, hormone nam chịu trách nhiệm cho sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt. 11. Giảm cholesterol Cholesterol là chất béo thiết yếu mà tế bào cần để hoạt động. Trong cơ thể người có hai loại cholesterol. Cholesterol HDL, cholesterol tốt có nhiệm vụ vận chuyển cholesterol khỏi các mảng sơ vữa vẫn chuyển cholesterol từ máu về gan nhờ vậy giúp giảm nguy cơ sơ vữa động mạch và các nguy cơ mắc bệnh tim mạch khác. Cholesterol LDL, cholesterol xấu nếu nồng độ cao trong máu sẽ hình thành nên các mảng sơ vữa, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như hẹp tắc mạch máu, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Giảm cholesterol là một lợi ích tuyệt vời khác của nước lá ổi. Theo một kết quả nghiên cứu, một nhóm người uống trà lá ổi thường xuyên trong vòng 8 tuần có mức cholesterol LDL, lipoprotein và triglyceride thấp hơn. Đặc biệt mức cholesterol HDL không suy giảm đi chút nào. 12. Điều trị bệnh nướu răng. Nướu răng là tình trạng các mảng bám xuất hiện ở vùng nướu, chân răng, nguyên nhân là do vệ sinh răng miệng kém, vi khuẩn trú ngụ lâu dần hình thành cao răng, nướu răng. Dùng nước lá ổi chữa bệnh nướu răng cũng là một mẹo khá hữu ích được nhiều người áp dụng. Theo kết quả từ các nghiên cứu khoa học, lá ổi chứa các chất như alpha-limonene, beta-sitosterol, acid axit valic và hàm lượng lớn chất tannin. Những hoạt chất này có tác dụng rất tốt trong việc loại bỏ các mảng bám, cao răng, nấu lợi từ đó giúp răng miệng sạch sẽ, ngăn ngừa hiệu quả các bệnh lý về răng miệng. Cũng nhờ các tác dụng hữu ích kể trên mà nước lá ổi còn hỗ trợ điều trị chứng đau răng hay sâu răng. 13. Chữa sốt xuất huyết Một số bệnh nhân chia sẻ rằng lá ổi còn có tác dụng chữa sốt xuất huyết. Theo đó, những người bệnh bị sốt xuất huyết thường có lượng máu thấp, tiểu cầu giảm, uống nước lá ổi sẽ cải thiện tình trạng này. Tuy nhiên thực hư phương pháp này chưa được nghiên cứu và chứng minh do đó người bệnh không nên tùy tiện áp dụng, có thể gây phản tác dụng. 14. Điều trị dị ứng. Dùng lá ổi nấu nước tắm hàng ngày để chữa dị ứng là mẹo dân gian đã được ông bà ta áp dụng từ lâu nay, phương pháp này vừa dễ thực hiện vừa mang lại hiệu quả nhất định. Theo Đông y, lá ổi có tính ấm, có tác dụng tiêu cũng, giải độc đồng thời thúc đẩy sự lành lại của phần niêm mạc bị tổn thương. Các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy lá ổi còn chứa nhiều hoạt chất có khả năng chống viêm, giảm ngứa ngáy và kháng khuẩn. 15, giúp gan khỏe mạnh. Lá ổi hỗ trợ sự hoạt động của gan. Cụ thể, một nghiên cứu của Đại học Jupanihi, Ấn Độ đã chứng minh tác dụng hữu ích của lá ổi với gan. Theo đó, những chú chuột trong thí nghiệm được cho ăn bột lá ổi có lá gan khỏe mạnh hơn so với những chú chuột khác. Chất chống oxy hóa trong lá ổi đã giúp gan hoạt động tốt hơn, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố thuận lợi đồng thời ngăn ngừa những tác nhân xâm hại tới bộ phận quan trọng này của cơ thể. Bên cạnh các tác dụng kể trên, lá ổi còn đem đến cho chúng ta một số lợi ích khác như lá ổi chữa viêm phụ khoa tăng cường sức khỏe cho mắt tốt cho não bộ điều trị chứng mất ngủ chữa lành vết thương tăng cường hệ thống miễn dịch ngăn ngừa lão hóa sớm điều trị cảm lạnh và ho cách làm nước lá ổi trị bách bệnh lá ổi có vô vàn tác dụng thậm chí nó còn được chế biến thành sản phẩm trà để xuất khẩu sang một số nước ở châu âu và bắc mỹ cách thức làm một tách trà lá ổi không hề khó mọi người hoàn toàn có thể tự thực hiện tại nhà dưới đây là một vài hướng dẫn giúp các bạn có ngay một thần dược trị bách bệnh mà chẳng cần tốn kém quá nhiều tiền. 1. Trà lá ổi tươi Nguyên liệu một nắm lá ổi, nước lọc, mật ong. Cách làm Rửa sạch từng chiếc lá để loại bỏ hết bụi bẩn, cho vào nồi nước, đun sôi trong khoảng 15 phút. Đổ ra cốc, cho thêm một chút mật ong, khuấy đều và thưởng thức như trà. 2. Trà lá ổi khô Cách làm tương tự như trên nhưng chỉ khác là trong trường hợp này mọi người thay nguyên liệu chính bằng những chiếc lá ổi đã được phơi khô. 3. Trà bột lá ổi khô. Lấy lá ổi non, rửa sạch rồi hong khô. Nghiền nát lá thành bột mịn. Mỗi lần uống, lấy một thìa bột lá pha với một cốc nước ấm. Hãm trà trong thời gian khoảng 5 phút. Lọc lấy nước và từ từ thưởng thức mỗi ngày. 4. Nước lá ổi đá. Chuẩn bị 30g lá ổi khô hoặc tươi đều được, 6 cốc nước, 120g mật ong, 6 túi trà đen túi lọc. Cách làm. Rửa sạch lá ổi, cho vào nồi nước đun sôi. Cho trà túi lọc vào. Sau khi đun sôi, dùng dây lọc lấy nước, cho mật ong cùng đá vào, khuấy đều rồi uống. Trên đây là bốn cách giúp mọi người tự làm một cốc nước lá ổi ngay tại nhà mà chẳng hề tốn kém nhiều chi phí lẫn thời gian. Mỗi ngày uống một cốc nước như vậy sẽ giúp các bạn điều trị được rất nhiều căn bệnh. Giải đáp một số thắc mắc về công dụng của lá ổi. Như vậy có thể thấy lá ổi có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên còn khá nhiều thắc mắc của người dùng xung quanh công dụng của loại lá này. Uống nước lá ổi có tốt không? không nghi ngờ gì về những công dụng của lá ổi khi nó hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh lý khác nhau như đã được đề cập ở phần trên uống nước lá ổi rất tốt cho cơ thể tuy nhiên người bệnh không nên lạm dụng loại nước này theo đó cần uống nước lá ổi điều độ uống hết phần nước đã ép trong ngày tuyệt đối không để qua đêm trẻ sơ sinh uống được nước lá ổi không mặc dù nước lá ổi có nhiều công dụng như vậy nhưng chúng ta không nên tùy tiện sử dụng loại nước này để cho trẻ sơ sinh uống theo kho tàng mẹo dân gian búp lá ổi non có thể chữa trị chứng tiêu chảy đã có nhiều bậc phụ huynh áp dụng cách này cho con của mình. Tuy nhiên hiệu quả chữa trị của mẹo dân gian này không đảm bảo 100% mà lại tiềm ẩn những hệ lụy. Bác sĩ chuyên khoa chia sẻ búp lá ổi có chứa nhiều tanin có tác dụng làm săn niêm mạc ruột giúp chặn đứng tình trạng đi ngoài. Thế nhưng tiêu chảy thường có nguyên nhân là do vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng xâm nhập vào đường ruột nếu ngăn chặn tiêu chảy tức là giữ lại các tác nhân gây bệnh trong cơ thể, không đào thải chúng ra ngoài. Uống nước lá ổi hàng ngày có tốt không? lá ổi phát huy công dụng tốt nhất khi cơ thể đang cần điều trị các bệnh lý về da tiểu đường hôi miệng rụng tóc dị ứng khi mắc các bệnh này thói quen uống nước lá ổi như một loại trà hàng ngày rất tốt một lưu ý quan trọng là người bệnh cần lựa chọn đơn vị cung cấp lá ổi đảm bảo an toàn ngoài ra chúng ta cũng có thể uống nước ép ổi tươi ngon giúp làm đẹp da giảm cân và giúp cơ thể khỏe mạnh sảng khoái hơn một số lưu ý mọi người cần biết khi sử dụng dược liệu này để chữa bệnh khi sử dụng lá ổi để điều trị các bệnh mọi người cần lưu ý một số điều quan trọng dưới đây bà bầu ăn lá ổi được không câu trả lời là có vì nó có thể giúp điều trị chứng tiêu chảy cho phụ nữ mang thai tuy nhiên bất cứ ai đang có bầu hoặc cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống chiết xuất lá ổi hiện vẫn chưa rõ chiết xuất từ loại lá này có thể tương tác với bất kỳ một loại thuốc tây hoặc đông y nào không nếu ai đang dùng lá ổi chữa bệnh và muốn chuyển sang uống thuốc người bệnh cần nói chuyện với bác sĩ khi dùng dược liệu này điều trị bệnh ung thư tiểu đường viêm khớp giảm huyết áp mọi người cần phải có sự tư vấn của bác sĩ để tránh gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn nước chiết xuất từ loại lá này cần uống hết trong ngày tránh để qua đêm trong tủ lạnh lá ổi không hề khó kiếm và đương nhiên giá thành cũng rẻ như cho mọi người nếu đang gặp phải tình trạng sức khỏe nào trong số những vấn đề kể trên hãy nhanh chóng đi mua lá ổi về để chế thành thần dược chữa bệnh nhé đồng y gia truyền tấn khang không đưa ra các lời khuyên chẩn đoán hay các phương pháp điều trị y khoa chính vì thế khi quyết định sử dụng bất cứ loại thảo dược nào người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ chuyên gia tuyệt đối không được dùng theo ý thích cá nhân với mong muốn bệnh nhân được sử dụng những loại dược liệu đúng chất lượng tốt đồng y gia truyền tấn khang không chỉ là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy uy tín chất lượng mà còn cung cấp cho khách hàng những vị thuốc đông y thuốc nam thuốc bắc đúng chuẩn đạt chất lượng cao các vị thuốc có trong tiêu chuẩn dược việt nam đều được y tế kiểm nghiệm đạt chất lượng tiêu chuẩn nếu thấy video mà đông y gia truyền tấn khang chia sẻ trên có ích các bạn hãy chia sẻ trên Facebook và các trang mạng xã hội khác cho người thân và bạn bè mình cùng biết nhé. Cũng đừng quên nhấn like, share, bấm vào hình cái chuông và đăng ký kênh để ủng hộ người làm video. Chuyên gia Đông y Gia truyền tấn khang chúc bạn sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video sau.